Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Vẫn cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ, người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Vừa có một người anh em ở Quảng Ninh ấy, điện thoại cho mình coi như là hỏi mua cái chiếc đài Sony CFS1030S đã độ Bluetooth ấy. Thì mình bán về Thái Bình, gửi về Thái Bình, chắc là người thượng đế ở tỉnh Thái Bình sắp nhận được rồi. Đấy, thì người anh em nói chung là cứ suýt xoa này nọ, cái lọ cái chai bỏ tiếc quá thôi nhá, anh còn chiếc nào không. Đấy, thì mình bỏ đài ấy, thì nhà mình chỉ thiếu thóc thôi, chứ đài ấy, lúc nào cũng có hàng trăm chiếc đài ở trong nhà. Đấy, để phục vụ coi như thế là các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Thế mà xin lưu ý với lại các sư phụ rằng trước đây ấy, chưa biết đồng chí Khang Audio 18 Bình Dương thì chơi còn lom rom, chơi còn sợ đài nó hỏng. Thế nhưng mà sau khi mà biết đồng chí Khang Audio 18 Bình Dương rồi ấy, thì không phải suy nghĩ, gọi là chơi chơi tĩ tạ, chơi thoải con gà mái nha, chơi như kiểu chưa bao giờ được chơi ấy. Không phải suy nghĩ về cái vấn đề nó hỏng, thậm chí nếu mà nó chuẩn bị hỏng hoặc là nó oẹ chẳng hạn thì chỉ thẳng vào cái đài ấy nhá. Và liệu hồn ấy nếu mà không rên lên ấy là tôi gọi ngay cho đồng chí Khang ấy, là có khi nhiều khi là nó lại hãi quá, nó lại rên lên đấy nha. Đấy, không làm sao mà phải sợ cả. Nếu mà nó mà hờn dỗi cho nó ăn điện mà nó không rên gì lên, các sư phụ cùng các huynh đệ liên hệ với số máy 0368888479, chỉ một số ngày thôi nó lại rên gì lên nha. Đấy, đây là chiếc đài Sony CFS1030S gì? Sony CFS1030. Tình trạng hoạt động của cái chiếc đài này ấy, thì băng cassette là Trần Văn Tịt. Mình chia sẻ nhiều rồi về cái bộ cơ của cái đài này ấy, là nó dùng cái vòng trung gian là cái vòng cao su. Mà cao su của Nhật thì nó khác với lại cao su bây giờ. Đấy. Thế những đồng chí nào mà múc những cái loại đài này 1030 này, 1033 này, 1040 này, 1045 này, nhưng phải nên nghiên cứu nha. Tại vì trên thực tế cái vòng cao su nó chỉ được thời gian là nó mòn là nó lại trượt, rối băng ngay nha. Thế nên những cái chiếc đài như thế này, kể cả 1030, 1033, 1040, 1145, 1133, mình cũng cho nó tạch, cho nó nghỉ ngay về cái vấn đề băng cassette. Đấy, thì con này nó lại không có đường line in. Con này lại không có đường line in. Thế thì ngoài nghe radio, radio thì miễn bản, vì con này rất chi là nét và bền bỉ. Yeah, có đồng chí thì lại bảo cắm vào đây này. Để. Cắm vào cái lỗ mic này này. Nhá. Cắm vào cái điện thoại ra, cắm vào cái lỗ mic này thì nó cũng ra tiếng. Thế nhưng mà nói chung là mình cấy thêm cái Bluetooth vào theo yêu cầu của người thượng đế ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Quảng Ninh có biển số 14 đấy. 74 lại nhầm sang Quảng Trị nhá. Thành cổ Quảng Trị. Đấy. 74 Quảng Trị, 75 Huế, 76 Quảng Ngãi, 77 Bình Định đấy. 78 thì Phú Yên, mà 79 thì chuyển sang Khánh Hòa, Nha Trang rồi nha. Chiếc đài như thế này mình cung cấp với một cái mức giá là 500.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Đã được cấy Bluetooth. Nguyên cái module Bluetooth này 100.000 này nha. Thì còn cái chiếc đài này chỉ có nó 400.000 này. Thì tiện đây thì cũng chia sẻ đây một số đồng chí yêu cầu mình chia sẻ lại cái vấn đề cấy Bluetooth này. Thì cũng xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, thiên hạ nhân thiên hạ tài, đây là cái cách làm của lão nông Tri Điền. Thế là mong những cao nhân sửa đài rồi là cấy Bluetooth thì cũng thông cảm cho cái cách làm của lão nông Tri Điền nha. Cách làm này của lão nông Tri Điền thì nó rất chi là đơn giản, ra tiếng, chứ còn tiếng thì nói chung là nó chưa được như những cao nhân người ta đã cấy nha. Đây là cái module Bluetooth của nó. Thì ở đây là nó có sẵn cái rắc này rồi. Đấy, ở đây có sẵn cái rắc này.
hai cái rắc ngoài cùng này, hai cái rắc ngoài cùng này là rắc điện, một cái là dương, cái là âm. Thì cái này nó ăn 15V nhá, 15V là tối đa, chứ nếu mà 20V là cháy. Về bản chất vấn đề thì cái con này nó, cái con IC này nó được nuôi bởi nguồn 5V. Điện áp 15V treo ở trên đầu nó là treo ở trên đầu con IC ổn áp 7815 đây này. Đây là cái con dẹt dẹt đây này. Đây. Đấy, cái con đen xì này này. Đấy, là điện áp vào là treo trên đầu con IC ổn áp 7815. À 7805 nhá. Đấy, vào 15V thế nhưng ra chỉ có 5V để cấp cho con IC này thôi. Đấy. Nếu mà trên 15V là con này có nhiều khả năng là ra đi lắm, thậm chí là ra đi mãi mãi đấy nhá. Đấy, lưu ý ở cái chỗ này. Đấy. Thì ở cái con đài này thì điện áp ra của nó đây, dùng cái thằng cu con này đo này với kia kiểm tra được có 11V. Thế nên là không phải suy nghĩ gì cả nhá, không phải suy nghĩ gì cả. Còn cái đường này, cái đường nó hình sung vuông này này. Đây này. Đây chỗ cái tay này, tay mình chỉ này. Đấy, cái hình cái sung vuông này thì đấy là cái dây đường tín hiệu của Bluetooth nhá. Đấy, cái anten đấy. Anten của Bluetooth nó bắt xa bắt gần, đây mình hàn sẵn cái dây này. Đấy, để cho thò ra ngoài, mà ví dụ như nối vào cái anten đài này thì nó bắt thì thôi rồi nhá, rất chi là xa. Thế còn ở đây, ở đây ký hiệu ở đây này, ANT đây này. Cũng là anten chứ, nhưng mà cái này là anten của cái phần sóng radio. Radio, cái này nó thu cả radio, nhưng mà nói chung là radio của nó không dùng đến vì nó không được nét. Thì ở đây mình phải khóa keo vào như này này. Đấy. 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 Thì chuyển xuống dưới, ở đây cắt cái này, dùng cái máy cắt nhá. Máy cắt Đấy. Thì ở trên này, lắp vào trên này thì nó cũng có cái ưu điểm, thế nhưng nó cũng có cái khuyết điểm. Ở này thì là mình cắm cái thẻ nhớ ở bên trên thì rất chi là tiện lợi, nhưng nó có cái khuyết điểm là thò tay vào đây sách là nó hơi bị vướng, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là ví dụ như dùng điều khiển từ xa là nó khó ăn nhá. À, xuống dưới này, xuống dưới phên này, xuống dưới phên này thì điện thì mình lấy ra ở cái bộ cơ này này. Đây. Hai cái dây này, là dây vào motor. Một dây dương, một dây âm. Thì ra khỏi motor luôn, chuyển sang nó đây này, chuyển sang nó ăn vào cái, ăn vào cái module Bluetooth này luôn nhá, một dương một âm. Thế là phần nguồn cấp cho nó xong rồi. Đấy. Thế còn phần tín hiệu, đây tín hiệu đây. Phần tín hiệu đây nha, tín hiệu ở đây nó ra ba dây đây này. Đấy, thì gồm có LEZ và dây mát. Đây này. Thì mình nối vào cái đầu từ như này. Hàn vào cái đầu từ như này. Hàn này cũng phải hàn LEZ và mát nhá, đây này. Đấy. Hàn LEZ và mát. Thế còn ở cái này để nguyên chả làm gì cả. Ở cái đài này nhá, ở cái đài này để nguyên chả làm gì cả. Khi mình dùng Bluetooth ý, khi nào thích dùng Bluetooth thì ấn nút play hoặc là tua nhá. Nhưng mà như cái đài trước của mình vậy, mình bán về Thái Bình vậy là ấn nút tua thôi. Vì lát nữa phải cho cái đầu từ nó vào đây. Lát nữa phải cho cái đầu từ vào đây, nó vào đây nó nằm đây này, cho hai cái đầu nó cọ vào nhau như này nhá, để lấy tiếng ra. Thế là đổ keo vào thì là cái nút play không ấn được, chỉ ấn hai nút tua thôi. Khi ấn nút hai nút tua thì ở đằng sau nó có cái công tắc đấy. Đúng ra là nó chuyển điện cho motor chạy, nhưng bây giờ không có motor nữa thì nó chuyển điện lên Bluetooth, thế là Bluetooth hoạt động. Thế còn tín hiệu ra thì nó ra cái đầu từ này. Nó ra cái đầu từ này, thế mà mình để sát vào đây thì nó cảm ứng, nhớ, nó cảm ứng sang cái đầu từ này. Đấy, các cụ nhà ta vẫn bảo là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế nhưng mà đây để phát bén ngay chứ không cần phải lâu ngày. Bây giờ mình cắm đây cho các đồng chí xem một cái vấn đề hai cái đầu từ cho nó cọ vào nhau nhé. Đấy. Đấy, có điện rồi nhá. Giờ chuyển sang cái thằng cu này, FM này thì nó mới có tiếng sôi. Đấy, chuyển sang thằng cu FM này nó mới có tiếng sôi, chín từ của cháu này nhá. Đấy. Đấy. China này nó có nháy nhét đẹp phết. Mình cấy Bluetooth mà tín hiệu thông qua hai cái đầu từ nó cọ vào nhau ấy thì nó giảm được cái độ nhiễu đi. Chứ còn ví dụ như mà tín hiệu ở đây, mà cho thẳng vào cái kia, vào cái IC khuếch đại đầu từ nó cũng nói, thế nhưng mà nó bị nhiễu nhá, nó bị nhiễu. Đấy, ở đây.
Rồi. Đấy, cái bình thì mình chẳng biết làm sao, như kiểu là chắc cái này là nếu mà ở cái thể này thì gọi là mùa con đực cùng con cái nhá, khi chúng nó gặp nhau là nó dê lên ngay đấy, chứ còn nguyên lý để mà tại sao để giải thích ra thì không giải thích được nhá. Đấy, lão nông chịu không giải thích được. Mình phải cân chỉnh nhá, mình phải cân chỉnh để làm sao mà nó có hai vế, chứ mình để lệch nó không có hai vế, để như thế này nó vẫn ra tiếng này. Đấy, nhưng mà vớ vẩn là nó ra có một loa, thì cái lát nữa khi đổ keo vào ấy, để giữ cái đầu từ này để cho nó cọ vào cái đầu từ này, là phải cân chỉnh làm sao nó cho nó đủ hai vế L V R nhá. Nó phải có khoảng hở nhất định như này để sát vào là tiếng nó sẽ bé đi này. Đấy, nó có khoảng hở nhất định này. Đấy. Đây, này là có một vế này. Để lệch này có một vế thôi nhá, để cân thì có hai vế. Đấy. Thì mình cân chỉnh làm sao mà tiếng nó đủ hai vế và tiếng nó hay nhất thì để lại nhá. Đấy, chứ còn để lệch đi là tiếng nó kém đi ngay đấy. Đây, để lệch nó vớ vẩn nữa, còn có một bên đấy. Đấy, thì trước khi mà cân chỉnh cái đầu từ truyền tín hiệu vào đây thì mình phải dùng cái thằng cu này để mình kiểm tra xem cái đài của mình nó đã hai vế chưa. Đây. Đấy nhá, mình dùng cái sờ tay bạn được, nhưng tay nó to nhỉ, tay to. Sờ dùng cái này nó bé thì vậy. Đấy. Thế là nó đủ hai kênh rồi, là cái phần này là chuẩn rồi. Giờ chuyển sang lát nữa là sẽ cân chỉnh cái này làm sao mà đổ keo vào rồi nó ra tiếng đủ hai bên nhá, đủ hai vế L và R. Đây. Để xa này không bắt được nhá. Đấy, phải để gần. Để gần mới bắt được đây. Đấy nhá. Hồi thế đã giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ cách cấy Bluetooth tín hiệu thông qua hai đầu từ cọ vào nhau của là lão nông Tri Điển. Hoi xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.